diễn tập bắn tên lửa tiêu diệt máy bay không người lái. Ngày 17 tháng 10 tại Lục Ngạn, Bắc Giang, quân chủng phòng không không quân diễn tập quy mô lớn tại trường bắn quốc tế B1 với sự tham gia của 6 sư đoàn phòng không trên cả nước. Go! Go! Các cơ đội đóng ô sầm 10 vào tên lửa. Về hầm chuẩn. Có tả ba lô, bằng tay, có bằng tay, mở trung tâm, có trung tâm. Tả số 1 phương vị ông 2, cự ly tổ 50 vào. Yellow. Tên lửa S-75M3 Volga được triển khai trong trận địa, tiêu diệt các mục tiêu 20-50 km. Pháo phòng không tự hành ZSU-23 sử dụng tiêu diệt máy bay không người lái. Là tên lửa chúng tôi đang sử dụng thì về tầm bắn thì nó sẽ chia ra thành nhiều tầm bắn khác nhau, nhưng mà tầm bắn tối đa nhất là đối với đơn vị chúng tôi đang sử dụng, cự ly bay của tên lửa sẽ là 58 km. Còn đối với mục tiêu tiêu diệt mục tiêu M100 trong lần diễn tập bắn thật lần này thì cự ly mục tiêu bay vào nó sẽ gần trong khoảng từ 20 km đổ lại, và chúng tôi là quyết tâm bắn tiêu diệt trong khoảng cự ly là 16. Đối với phương tiện tác chiến hiện đại trong cái thời buổi hiện nay thì chúng tôi xác định là các loại UAV và tên lửa tầm thấp. Đối với trung đoàn chúng tôi là được trang bị hai đại đội pháo không 37mm đánh đêm bán tự động. Đây là một trong những khí tài cải tiến, tiên tiến, đặc biệt trong điều kiện ban đêm, thời tiết xấu. Thì chúng tôi bắt bám sát mục tiêu tốt, các cái mục tiêu bay thấp, đột nhập như UAV và tên lửa hành trình thì đều có trong phạm vi quan sát và phát hiện được, quản lý được của đối với các đại đội đánh đêm bán tự động. Đến thời điểm hiện nay, với kết quả tham gia diễn tập, chúng tôi đánh giá chung là các kíp chiến đấu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Với kết quả tham gia bắn diệt mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối và đạt giỏi. Qua những cái cuộc chiến trên thế giới để phân tích, để đánh giá, tìm ra được những cái tính năng chiến thuật của các loại UAV để có cái biện pháp tổ chức huấn luyện phù hợp với từng loại vũ khí khí tài trang bị trong cái điều kiện chiến tranh công nghệ cao nếu xảy ra trong thời gian tới. Cuộc diễn tập bắn tên lửa, đạn thật sẽ diễn ra trong hai ngày 17 và ngày 18 tháng 10.